Một trong những điều mà Trinh thấy là ở trong danh sách này cũng có rất nhiều anh chị là doanh nhân trẻ. Họ là những người kinh doanh ở độ tuổi 30 cho đến 40. Dĩ nhiên 50 hay là 45 là những người có rất nhiều kinh nghiệm trong thương trường rồi, nhưng những người trẻ mới bước vào cũng có, và kể cả những anh chị đến từ khi đã sống ở nước ngoài mà chúng ta quay trở lại, chúng ta cống hiến cho đất nước Việt Nam mình. Vâng, nói đến đây thì không ai khác, người đầu tiên mà chúng tôi muốn vinh danh, người truyền lửa 2018, xin được phép chúc mừng và kính mời lên sân khấu ông Đỗ Đắc Nhân Tâm, CEO và founder của Tusky. Xin phép được trân trọng kính mời ông Đỗ Đắc Nhân Tâm. Vâng, kính thưa quý vị, ông Đỗ Đắc Nhân Tâm là chàng trai 36 tuổi, từng có khoảng thời gian học tập và làm việc tại Canada, nhưng sau đó trở về Việt Nam lập nghiệp với tham vọng làm điều gì đó thật độc đáo và hữu ích cho quê hương. Nhân vật người truyền lửa thứ hai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Công Trà, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt. Bà Công Trà là điển hình trẻ về nỗ lực khởi nghiệp trong lĩnh vực khá mới mẻ, tạo cho mình lối đi riêng phù hợp để làm giàu cho mình và đóng góp cho xã hội. Và Trinh cũng đoán rằng đây là nhân vật ở trong bài báo bột rau của Việt Nam. Bằng công nghệ cao đã giúp nâng cao giá trị các loại rau như là chùm ngay, rau má, tía tô, diếp cá và cả lá trà xanh. Làm sao để biến các loại rau này thành dạng bột và dùng làm nước uống giải khát và mặt nạ chăm sóc da? Vâng, xin cảm ơn ạ. Và một lần nữa chúng tôi xin phép được giới thiệu người truyền lửa tiếp theo dành cho tất cả quý vị. Đó chính là nhà sáng lập CEO Thế Giới Điện Giải, ông Lê Đức Phú. Và kính thưa quý vị thân mến, ông Lê Đức Phú từ bé đã ôm mộng trở thành bác sĩ. Nhưng sau này dù trở thành kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng ông cũng luôn muốn thực hiện hóa giấc mơ của mình. Và ngày hôm nay, ông đã mang đến dành cho cộng đồng của chúng ta rất nhiều dự án hỗ trợ bệnh như dự án thiết kế và vận hành website ngườibệnh.com, mang đến những giải pháp hiệu quả giúp cho người bệnh tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình khám chữa bệnh. Nhân vật tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một người đã kinh doanh tại Mỹ và trở về Việt Nam, ông John Lee, người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Rosie Việt Nam. Đây là đơn vị đưa ra mô hình công nghệ bất động sản với mong muốn đem đến sự minh bạch hóa trong thị trường nhà đất đầu tư tại Việt Nam. Ông John Lee cũng là top 40 doanh nhân thành đạt dưới 40 tuổi tại Mỹ. Vâng, và tiếp theo chúng tôi xin được phép giới thiệu đến tất cả quý vị người truyền lửa, tiến sĩ cựu chiến binh Hà Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Hà Quang Lên. Và các thưa quý vị thân mến, khởi nghiệp từ năm 2000 bằng việc thành lập công ty bất động sản Hà Quang Lên, nhưng lại rất thành công ở một nghề hoàn toàn mới tại Việt Nam, nuôi cá tầm, với hy vọng sẽ mang lại thật nhiều giá trị cho cộng đồng. Ngày hôm nay, doanh nhân cựu chiến binh Hà Quang Hải đã tham dự của chúng ta trong ngày hôm nay và xứng đáng là một người truyền lửa đầy ý nghĩa dành cho tất cả chúng ta. Nhân vật tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là một anh doanh nhân khá là mảnh mai, nhưng thực sự nằm trong đó là một cái khát khao về trà Việt. Xin giới thiệu ông Đinh Minh Phú, người sáng lập công ty trà Việt. Đây là người thổi hồn văn hóa trà Việt vào từng sản phẩm, và những món quà của trà Việt đã trở thành món quà ý nghĩa không chỉ trong nước và trên thị trường quốc tế. Vâng, và một cái tên tiếp theo, một ngọn lửa tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu dành cho tất cả quý vị, không ai khác, một người rất quen với câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn đấy ạ. Đó chính là trưởng ban công tác xã hội, một thành viên cừ cựu có nhiều năm gắn bó với câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn. Xin được phép trân trọng kính mời lên sân khấu doanh nhân Tôn Thành Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nút Áo Tôn Văn. Vâng, kính thưa quý vị, Tôn Thành Nghĩa hiện đang là một cái tên rất quen thuộc và gắn liền với công việc sản xuất nút áo xà cừ bán cho cả thế giới. Và hiện nay, tại Việt Nam, đây là một công ty rất lớn và trên thế giới, ông Nghĩa đã làm chủ một trong ba doanh nghiệp đứng đầu và rất là vinh hạnh. Ông cũng là một trong những người đã gắn bó như một trong những thành viên rất kỳ cựu của câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ngoài ra chúng tôi còn những nhân vật khác, nhưng vì lý do không thể đến đây, chúng tôi có thể nêu tên. Thứ nhất, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup. Thứ hai, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hưng Thịnh. Thứ ba, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT.
Thứ tư, ông Đỗ Quốc Huy, giám đốc hợp tác xã Liên hiệp, giám đốc marketing Liên hiệp hợp tác xã thương mại Coop. Và chính những người này cũng là những người truyền lửa mà được thể hiện trong các bài báo của chúng ta. Và kính thưa quý vị thân mến, ngay sau đây chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Võ Quang Cảnh, sẽ đại diện câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn, và ông Nguyễn Văn Tâm, phó chủ tịch hội doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cùng lên sân khấu để có thể trao hoa và những kỷ niệm chương này dành cho những người truyền lửa cho năm 2018. Xin phép được trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị thân mến, bản thân chúng tôi có thể hiểu được rằng mỗi người doanh nhân là một ngọn lửa. Và trong ngày hôm nay, với việc vinh danh những ngọn lửa tiêu biểu trên sân khấu này, chúng tôi cũng hy vọng rằng những ngọn lửa này có thể nối dài hơn nữa, để có thể giúp cho những ngọn lửa của chúng ta mang lại thật nhiều những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng. Và với những năm tiếp theo, chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ nhận được thêm nhiều những ngọn lửa từ phía tất cả quý anh chị doanh nhân trong câu lạc bộ doanh nhân Sài Gòn nói riêng, cũng như các anh chị doanh nhân nói chung, để chúng ta có thể tiếp thêm ngọn lửa lớn, cùng cống hiến thật nhiều những điều giá trị và ý nghĩa cho cộng đồng của chúng ta. Và kính thưa quý vị thân mến, không biết là quý vị ngồi bên dưới như thế nào, nhưng mà bản thân Thu Nga và anh Trường Chinh đứng trên sân khấu ngày hôm nay thì quả thật là thấy rất là nóng rồi. Bởi vì bên cạnh chúng ta bây giờ đây là có quá nhiều những ngọn lửa. Và những ngọn lửa này là những ngọn lửa rất lớn, rất mạnh, và khả năng lan truyền cũng như là khả năng truyền lại những tình cảm và thông điệp dành cho cộng đồng. Và hôm nay một lần nữa chúng tôi xin được phép mời quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng và cũng như tri ân những người truyền lửa năm 2018. Một lần nữa xin phép được cảm ơn và chúc mừng tất cả các anh chị. Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tâm, xin cảm ơn ông Võ Quang Cảnh, và xin cảm ơn tất cả những người truyền lửa của chúng ta. Và chúng tôi hy vọng rằng với những năm sắp tới, những ngọn lửa này sẽ nối dài và bùng cháy hơn nữa, mang lại thật nhiều cảm hứng dành cho cộng đồng của chúng ta, cũng như những giá trị ý nghĩa đích thực